Sáng nay ngày 11 tháng 5, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Tồng Nhiệm, Quỹ viên, Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đội Chính Thành Quỹ Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tin báo tố giác tội phạm đối với đảng quỹ, tập thể lãnh đạo Cục Thuế, Thành phố Cần Thơ. Song song với công tác tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản liên quan, hàng năm đảng quỹ tập thể lãnh đạo cục thuế thành phố cần thơ đều xây dựng kế hoạch chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí bằng các giải pháp cụ thể. Trong đó, cùng với việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động trong 2 năm 2020-2021, cục thuế thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 28 trường hợp, tiết kiệm mua sắm sửa chữa tài sản 222 triệu đồng và hơn 13 tỷ đồng trong quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác quản lý hành chính. Bên cạnh đó, Cục thuế thành phố đã kiểm tra, giám sát 4 cuộc đối với 4 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng thời, tiếp 7 lượt công dân, tiếp nhận giải quyết hai đơn tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng tiêu cực. Qua đó xử lý cách chức một trường hợp và cảnh báo một trường hợp. Một trường hợp chuyển cơ quan điều tra và bị xử phạt 1 năm tù về tội lạm dụng chức vụ dụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tông Nhiệm, trưởng ban nội chính thành quỹ Cần Thơ, đề nghị đảng quỹ tập thể lãnh đạo cục thuế thành phố tiếp tục quan tâm triển khai các văn bản mới và triển khai lại các văn bản đang thực hiện về phòng chống tham nhũng lãng phí giải quyết khiếu nại tố cáo cùng với đó tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này nhất là chú trọng lãnh đạo chỉ đạo trong công tác thanh tra kiểm tra giám sát và siết chặt kỷ luật kỷ cương đặc biệt cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng giúp ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thuế cũng như tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các kết luận của kiểm toán